Còn bây giờ là thời lượng dành cho câu chuyện buổi sáng. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, nhiều nông dân đã bắt đầu chuyển từ cách sản xuất manh mún, nhỏ lẻ theo kinh nghiệm là chính sang cách trồng trọt, chăn nuôi có quy mô, áp dụng khoa học và kỹ thuật. Ở nhiều địa phương, vì muốn thúc đẩy ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, đã mạnh tay đầu tư xây dựng những dự án nông nghiệp công nghệ cao. Trong số đó thì đã có không ít những trường hợp thành công. Tuy nhiên, về cơ bản thì phần lớn vẫn là những ví dụ thất bại. Mong muốn đưa công nghệ cao đến với đại bộ phận nông dân để từ đó có thể tạo ra được những vùng sản xuất rộng lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, có lẽ vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời. Mời quý vị đến với câu chuyện cụ thể sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hoa cúc, hoa hồng bắt đầu xuất hiện ở làng Tây Tịu, Từ Liêm, Hà Nội từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nhờ hai loại hoa này mà từ một làng trồng lúa, Tây Tịu đã trở thành làng hoa có tiếng của miền Bắc. Tuy nhiên, sau gần 20 năm đến nay, hai giống hoa này vẫn chiếm tỷ trọng lớn cơ cấu hoa của làng. Trong khi đó, những giống hoa khác có giá trị kinh tế cao hơn như đồng tiền, ly, lan thì lại ít được nông dân biết đến. Không giống hoa khác bởi vì là đất này không chịu được những cái hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền phải có đất mới, đất đẹp cả. Mà người ta làm cầu kỳ như người ta làm nhà lưới cả. Thì mới ăn thua, mình không có tiền để đầu tư cho lưới, chỉ làm hoa cúc thôi. Muốn trồng hoa cao cấp thì phải đầu tư hàng chục triệu, làm nhà lưới che ni lông, phải mua giống hoa với giá cao và chăm bón kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ở đây do đất đai manh mún nhỏ lẻ, phương thức canh tác truyền thống phụ thuộc vào thời tiết, nên người dân cũng khó áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất. Thời tiết ở mình đây nó không ủng hộ, đầu tư thì chỉ có làm được một mùa thì không ai đầu tư. Đến vụ này thì bà con chỉ có trồng thêm ni thôi. Còn mùa kia thì chỉ quanh quẩn ít cúc, cả hồng, cả đồng tiền này. Thế thôi. Còn hồng chứ không có cái gì cao cấp. Chỗ ở nhà tôi thì khu này quanh đây thì chỉ có làm nhì nhằng thôi. Mỗi người một vài xào làm ít thôi. Còn nếu mà công nghệ thì cũng không phải công nghệ mấy đó. Hoa thì chả phải công nghệ mấy. Thì cứ chỉ có mỗi trồng rồi chăm bón, cho thuốc men nó cũng đơn giản. Trong khi người dân đang lúng túng khi tìm kiếm một mô hình nông nghiệp hiện đại, thì nhiều địa phương mà tiên phong là Hà Nội đã mạnh tay đầu tư tiền tỷ để xây dựng những khu nông nghiệp công nghệ cao quy mô. 10 hecta đất đằng sau lưng tôi đã được quy hoạch để trở thành dự án trồng hoa công nghệ cao đầu tiên của miền Bắc. Nó là một trong 4 dự án nông nghiệp công nghệ cao được Hà Nội ấp ủ từ cách đây nhiều năm. Tuy nhiên đến nay, phần lớn các dự án trong số này đều đã thất bại, hoặc nếu có thành công thì cũng chỉ mang tính trình diễn chứ không thể nhân rộng. Việc những dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với quy mô hàng chục tỷ đồng có sự hậu thuẫn lớn từ phía nhà nước vẫn nhận sự thất bại thì không có gì khó hiểu khi mà người nông dân của chúng ta vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp. Nhằm hướng đến đại lễ 1.000 năm Thăng Long, từ năm 2004, Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch 10 hectare đất tại xã Tây Tịu để thực hiện dự án trồng hoa hiện đại. Người dân được hứa hẹn sau khi dự án hoàn thành, các công nghệ tiên tiến sẽ được áp dụng vào quy trình trồng, thu hoạch và bảo quản hoa. Đồng thời, dự án cũng thực hiện chức năng dịch vụ hậu cần cho cả vùng hoa về cây giống, kỹ thuật và xúc tiến thị trường nhằm tạo đầu ra. Tuy nhiên đến nay, nhìn cảnh tượng này, ít ai còn hy vọng vào điều đó. Đây, dự án đây thì người ta bảo là để làm hoa công nghệ. Thế nhưng mà cũng triển khai mấy năm rồi nhưng mà chưa thấy làm đấy, xây quay tường xung quanh hết rồi. Điều đáng nói là đây không phải là thất bại đầu tiên của nông nghiệp Hà Nội. Trước đó, Hà Nội cũng đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng nhập khẩu mô hình trồng rau trong nhà kính của Israel về để xây dựng trung tâm rau quả công nghệ cao. Tuy nhiên, do thiếu tính toán, nên sau vài năm triển khai, mô hình không những không thể nhân rộng mà còn nhanh chóng bị quên lãng. Đây được xem là bài học xương máu trong việc dập khuôn mô hình của nước ngoài để phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. Chúng ta là đã nóng lại ẩm, nên là những cái vi sinh vật, những cái loại bệnh sâu bệnh trong cái nhà kính là nó tích lũy và nó gây hại, cũng như nóng ẩm thì những sâu bệnh ở trong nhiệt đới rất nhanh. Thì khi chúng ta nhập về thấy được là những cái điều kiện ta là phù hợp với cái dạng nhà đấy, và nhiều nơi cũng đã bắt đầu cải tiến. Số nơi chúng ta cũng đã phải bỏ phí lúc đầu, tất nhiên lấy những bài học để làm sao để chúng ta dựa trên cái đấy mà có thể tự sản xuất trong nước và đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật. Còn không phải tất cả đều mọi thứ dùng điện hoặc là dùng bằng phương tiện công nghệ cao mọi thứ. Theo các chuyên gia nông nghiệp, thì trong điều kiện vốn ít, khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam, người nông dân trước mắt không nhất thiết cứ phải trồng trọt trong nhà kính mới là nông nghiệp công nghệ cao, mà chỉ cần vận dụng linh hoạt một số tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất là đã tạo ra bước đột phá. Tuy nhiên, về lâu dài,
nếu muốn có một nền nông nghiệp công nghệ cao thực sự, thì vừa phải có chiến lược thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, vừa phải có quy hoạch rõ ràng để hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật. Đối với nông nghiệp là cái xí nghiệp sản xuất ngoài trời, nó phụ thuộc gần như 90% ở ngoài trời. Cho nên nếu không có một cái sự chỉ đạo của nhà nước thì rõ ràng là các doanh nghiệp người ta rất khó để người ta đầu tư. Chúng ta phải phát triển theo cái kỹ thuật Việt Nam và từng dần từng bước nâng lên. Tùy theo từng loại để chúng ta đầu tư thêm nữa để hoàn thiện ở mức này, ở mức cao hơn và mức cao hơn nữa. Thì nó theo cái lộ trình như thế thì chúng ta mới được nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất được và đồng thời là phát triển nông nghiệp một cách bền vững. Trong bối cảnh của nền nông nghiệp nước ta hiện nay, việc đầu tiên để mô hình nông nghiệp công nghệ cao thành công là phải thay đổi phương thức sản xuất và đặc biệt là hình thành tư duy công nghiệp không chỉ cho người nông dân mà cho cả một bộ phận cán bộ. Tránh tình trạng nhận dự án đầu tư theo kiểu bao cấp, xây mô hình hoành tráng để rồi khi dự án rút đi, tất cả chỉ còn là đống hoang tàn. Áp dụng công nghệ cao là con đường tất yếu để phát triển một nền nông nghiệp hiện đại. Nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ bê nguyên mô hình của nước ngoài áp dụng vào tình hình thực tế sản xuất trong nước. Thay vào đó thì chỉ nên lựa chọn những công nghệ kỹ thuật phù hợp với tập quán của nông dân nước ta. Vâng, có thể thấy rằng là theo các nhà nông nghiệp thì về lâu dài nếu muốn khuyến khích cho người nông dân và các doanh nghiệp mạnh dạn áp dụng những khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng thì cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ thiết thực từ phía nhà nước và muốn định hình nền sản xuất hơi hướng công nghệ cao một cách rõ nét thì cần một hướng đi cụ thể với những giải pháp được tính toán kỹ thay vì cách làm chung chung và hô hào như hiện nay. Vâng thưa quý vị, đó là câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi.